Mến chào quý khán giả đến với tin tức 24 giờ TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và thế giới. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ hôm nay, mời quý vị đến với những tin chính sau. Nóng, tiếp tay cho bà Phương Hằng xỉ vả nghệ sĩ, luật sư thân tín bị đòi tống cổ khỏi đại học luật. Nghệ sĩ Việt kêu gọi từ thiện hay là câu chuyện kinh doanh tình thương đáng lên án Dân mạng phát hiện một ngôi sao hạng A từng kêu gọi từ thiện, chưa thấy giải ngân bài post đã bay màu. Người tung tin giả Thủy Tiên bị bắt có thể đối diện với mức án 7 năm tù. Nguyên Chủ tịch Hội cựu chiến binh ở Đắk Nông bị khởi tố bắt tạm giam vì tội chiếm đặt tài sản. Hà Nội bóc gỡ ổ nhóm cho 300 người vay lãi nặng 18 tỷ đồng. Quay clip làm bằng chứng. Sau đây mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Nóng, Tiếp tay cho bà Phương Hằng xỉ vả nghệ sĩ, luật sư thân tín bị đòi tống cổ khỏi Đại học luật. Trong những ngày qua, tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, giảng viên trường Đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh đã liên tục livestream chung với bà Nguyễn Phương Hằng trên mạng xã hội YouTube, Facebook, TikTok. Việc làm này của ông Quân đã vi phạm quy chế về đạo đức nhà giáo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 6 tháng 4 năm 2008 như sau. 1. Là một nhà giáo không thể livestream chung và đồng cảm với một người luôn dùng từ ngữ, dung tục, phản cảm. Không bàn đến nội dung mà bà Hằng nói chuyện là đúng hay sai vì chưa có cơ quan chức năng nào kết luận các nội dung đó. Tuy nhiên một điều không thể chối cãi là bà Hằng đã dùng nhiều từ ngữ dung tục, phản cảm và nhiều tờ báo đã lên tiếng về vấn đề này. Là một giảng viên đại học, ông Đặng Anh Quân đã biết rõ điều đó vì ông Quân nói rằng mình luôn theo dõi sát bà Hằng nhưng lại chấp nhận livestream chung với bà Hằng theo góc độ đồng cảm với bà là điều không thể chấp nhận được. Ông Quân chỉ có thể livestream chung với bà Hằng theo góc độ thẳng thắn, chỉ ra những sai trái của bà Hằng trong việc dùng ngôn ngữ dung tục và khuyên bà ấy ngừng dùng từ ngữ dung tục phản cảm mà thôi. 2. Là một giảng viên đại học ngành luật nhưng lại công khai chế giễu đời tư của người khác trên mạng xã hội. Khi livestream chung với bà Hằng về vấn đề hợp đồng đẻ thuê, ông quân đã công khai chế giễu môi mốc đời tư của một công dân mà bà hằng nêu ra cả ba người gồm bà nguyễn phương hằng luật sư nguyễn đình kim và tiến sĩ đặng anh quân vừa cười cợt vừa nói đến vấn đề này cách nói đốc tờ ruồi hay cô đồng xanh mặc dù không chỉ rõ là ai nhưng ai cũng biết đó là ai đặc biệt ba người đã bàn luận những nội dung rất xâm phạm đời tư chẳng hạn như nói về việc cô đồng xanh đã chuẩn bị cho đứa con của mình sau này đi đòi tài sản ông đốc tờ ruồi là người bị ông Quân cho rằng đã thuê cô Đồng Xanh đẻ con. Nhân danh là trao đổi về pháp luật, nhưng nội dung câu chuyện xâm phạm đời tư như thế là điều không thể chấp nhận đối với một giảng viên đại học như ông Quân. Thứ ba, bản thân ông Đặng Anh Quân dùng từ ngữ phản cảm không chuẩn mực. Ông Đặng Anh Quân đã dùng một số từ ngữ phản cảm không chuẩn mực như Trong lúc nói chuyện về đời tư của nhân vật Đồng Xanh ở mục 2 ở trên, ông Quân đã nói, tôi chỉ phân tích về khía cạnh pháp lý trong sự việc này thôi, Tất cả đều là giả thuyết và dựa trên tin đồn. Các lươn con đừng đánh tôi nghe. Trong buổi livestream lần đầu tiên với bà Hằng, ông Quân cũng dùng từ lươn con trong đoạn tự giới thiệu mình. Cách dùng từ lươn con là không thể chấp nhận với một giảng viên đại học khi nói với những người phản biện mình. Thứ tư, dùng tư cách giảng viên trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh để livestream. Trong khi livestream bà Hằng trên kênh của mình cũng như cô luật sư Quỳnh Như trên kênh Lang thang đường phố đã nhiều lần giới thiệu Rõ, ông Đặng Anh Quân là giảng viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và ông Quân chưa bao giờ đính chính là mình chỉ dùng tư cách cá nhân. Bản thân ông Quân cũng nhiều lần tự nhận ông đang là giảng viên. Tại khoản 1 điều 4 của Quy định đạo đức nhà giáo do Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành, kèm theo quyết định số 16 ngày 6 tháng 4 năm 2008 về đạo đức nghệ nghiệp quy định. Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo, có tinh thần đoàn kết thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác, có lòng nhân ái bao dung độ lượng, đối xử hòa nhã với người học, đồng nghiệp, sẵn sàng giúp đỡ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người học, đồng nghiệp và cộng đồng. Tại khoản 4 điều 6 quy định về đạo đức nhà giáo, về giữ gìn truyền thống đạo đức nhà giáo quy định không xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người học, đồng nghiệp, người khác, không làm ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt của đồng nghiệp và người khác. Đối chiếu với quy định ở trên, Ông Đặng Anh Quân rõ ràng đã vi phạm quy định về đạo đức nhà giáo, do đó thiết nghĩ trường đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh cần ngừng ngay việc để cho ông này lên lớp giảng dạy sinh viên để đem lại sự trong sạch đối với môi trường giáo dục. Chuyển sang nội dung khác, nghệ sĩ Việt kêu gọi từ thiện hay là câu chuyện kinh doanh tình thương đáng lên án. Suốt nhiều ngày qua, mạng xã hội không ngừng xôn xao bàn tán về thông tin, cơ quan công an chính thức vào cuộc điều tra, ra sát các hoạt động từ thiện của nghệ sĩ Việt. Ca sĩ Thủy Tiên và Đàm Vĩnh Hưng là hai cái tên đầu tiên được mời lên làm việc cùng cơ quan cảnh sát điều tra và Trấn Thành là cái tên được đưa vào diện cần giả soát dù trước đó đã công khai hàng nghìn tờ sao kê. Trước thời điểm cơ quan công an vào cuộc, nhiều nghệ sĩ Việt đã từng khiến dư luận xôn xao khi đứng ra kêu gọi quyên góp ủng hộ từ thiện nhằm phục vụ cho hoạt động cứu trợ vùng lũ miền Trung năm 2020 với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Thế nhưng sau tất cả hoạt động cứu trợ của những nghệ sĩ này lại bất ngờ thiếu đi tính minh bạch, thiếu chân thành và bất ngờ khiến dư luận đặt ra hàng nghìn những câu hỏi khó hiểu bởi hàng ngàn điểm bất hợp lý. Thời gian cứ thế trôi đi cùng với những sự lớn dần lên của điểm bất hợp lý, những thắc mắc của dư luận và những lỗ hổng sơ hở trong việc minh bạch giải ngân tiền từ thiện. Trong số những nghệ sĩ ấy, danh hài Hoài Linh với cuộc giải ngân thần tốc vòn vẹn một tuần sau nhiều tháng ngâm tiền từ thiện cùng với cuộc cứu trợ và phát tiền theo cảm tính của ca sĩ Thủy Tiên đã khiến cho dư luận xôn xao bàn tán suốt thời gian trở lại đây. Đáng chú ý sau những nghi vấn và mặt trái của việc từ thiện của nghệ sĩ được chỉ ra, rất nhiều người đã vô cùng bức xúc. Với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng, điều ấy chứng tỏ lòng thương cảm và sự đùm bọc trên tinh thần lá lành đùm lá rách của nhân dân ta vô cùng cao đẹp. Hơn lúc nào hết, mỗi khi khúc ruột miền Trung gặp nạn do bão lũ, người dân trên khắp cả nước đâu đâu cũng rớt nước mắt, chỉ mong có thể dùng chút vật chất để xua đi phần nào gánh nặng cho bà con. Ấy vậy mà lợi dụng sự tin tưởng của người dân cùng với chút uy tín mang danh nghệ sĩ, nhiều người đã không từ thủ đoạn để kêu gọi tiền quyên góp, rồi vô trách nhiệm với sự ủy thác của người dân, khán giả và fan hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng trong vụ lùm xùm từ thiện của nghệ sĩ hiện tại, Điểm sáng duy nhất chính là tình yêu thương bao la của người dân dành cho đồng bào và tỉnh miền Trung. Số tiền quyên góp được càng lớn, chứng tỏ tình cảm ấy cũng dạt dào hơn bao giờ hết. Thế nhưng điểm sáng duy nhất trong vụ ồn ào này cũng là điểm khiến nhiều người đau lòng nhất, không hiểu vì động cơ nào, suy nghĩ nào đã khiến nhiều nghệ sĩ lại coi đó như một món hàng để kinh doanh và kiếm lời bất chính, khiến dư luận phẫn nộ. Có thể nhiều người cho rằng kết quả điều tra vẫn chưa rõ ràng thì việc khẳng định như vậy là điều vô cùng khó chấp nhận. Thế nhưng rất nhiều dấu hiệu đáng nghi và cảm nhận thực tế của dư luận mới chính là câu trả lời thực tế nhất. Chính hành động kinh doanh tình thương của một số cá nhân kém duyên này đã vô tình làm ảnh hưởng đến rất nhiều nghệ sĩ chân chính khác ở thời điểm hiện tại. Họ là những người cống hiến hết mình cho hành trình từ thiện và cứu trợ bà con nghèo khó, nhưng vì tiếng xấu mà bị ảnh hưởng, bị chỉ trích, rát mặt nóng tai và thậm chí là rơi cả nước mắt, thật đáng buồn biết bao. Hiện tại cơ quan công an đã chính thức vào cuộc điều tra, ra soát lại các hoạt động từ thiện có dấu hiệu lừa đảo, chiếm dụng tài sản và những khuyết tất khác. Có thể nói chưa bao giờ niềm tin của người dân cho nghệ sĩ làm từ thiện lại khiêm tốn như bây giờ và có lẽ với dư luận lúc này, mọi sự thật và câu trả lời thỏa đáng chỉ thực sự đáng tin khi bộ công an công bố tất cả. Việc kinh doanh tình thương cần sớm được ngăn chặn và lên án để tránh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội và truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp ngàn đời của dân tộc ta. Dân mạng phát hiện một ngôi sao hạng A đã từng kêu gọi từ thiện, chưa thấy giải ngân, bài post đã bay màu. Luôn xung từ thiện đợt lũ miền Trung năm 2020 của các nghệ sĩ Việt đang là từ khóa hot nhất hiện nay. Cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh điều tra số tiền giải ngân của một số ca sĩ diễn viên có liên quan. Đến nay, công an vẫn chưa có kết luận chính thức. Mới đây, dân mạng lại phát hiện ra một diễn viên khá nổi tiếng với trang cá nhân 3,7 triệu lượt theo dõi, đăng bài kêu gọi quyền góp từ thiện. Con số được tổng kết là hơn 100 triệu đồng. Tuy nhiên, cô chưa từng chia sẻ việc giải ngân, còn bài đăng thì đã mất hút. Dưới màn bóc phốt, hình ảnh bài đăng của nữ ca sĩ dù đã bay màu, đã có một số dân mạng nhanh tay chụp lại và chia sẻ âm âm. Bài viết do tài khoản tích xanh của cô đăng kèm hơn 20 bức hình. Cô cập nhật đến 21 giờ ngày 18 tháng 10 năm 2020 đã nhận được 109 triệu 393 nghìn đồng. Đồng thời, nữ diễn viên gửi lời cảm ơn các mạnh thường quân đã ủng hộ và sẽ thông báo lịch hỗ trợ đồng bào miền Trung sau. Điều đáng nói sau khi đăng status tổng kết số tiền, nữ diễn viên không có cập nhật gì thêm về việc quyên góp này. Bài Đăng cũng không được nhìn thấy ở chế độ công khai nữa. Sau màn bóc mẽ, một số netizen nhanh tay để lại bình luận trên bài đăng mới nhất của nữ diễn viên để thắc mắc về sự việc. Tuy nhiên hiện đây chỉ là thông tin theo hướng một chiều, phía nữ diễn viên vẫn chưa có động thái phản bác hay phân trần về sự việc này. Người tung tin giả Thủy Tiên bị bắt có thể đối diện với mức án 7 năm tù. Thưa quý vị, những ngày qua mạng xã hội lan truyền thông tin kèm theo hình ảnh đăng bài cho rằng nữ ca sĩ Thủy Tiên đã bị công an bắt giữ để điều tra liên quan đến hoạt động từ thiện. Theo thông tin mà chúng tôi thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đó là thông tin không đúng sự thật. Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng cục cảnh sát hình sự C02 chỉ mời bà Trần Thị Thủy Tiên, tức ca sĩ Thủy Tiên sinh năm 85, quê tỉnh Kiên Giang, trú tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, ông Huỳnh Minh Hưng, tức ca sĩ Đà Vĩnh Hưng sinh năm 71, ngụ quận 10 lên làm việc về các nội dung liên quan đến hoạt động từ thiện cứu trợ miền Trung, không có việc bắt giữ. Theo đó, việc mời ca sĩ lên để làm rõ về những khoản tiền từ thiện, thu thập các giấy tờ chứng minh, công an làm rõ các khoản tiền và nếu cần thiết thì sẽ mời những người có liên quan đến hai ca sĩ nói trên để phục vụ việc điều tra. Trước đó, Cục C02 Bộ Công an đang phối hợp cùng cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, ra soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng ngoài tài khoản của các nghệ sĩ liên quan đến vấn đề từ thiện. C02 Bộ Công an đang xác minh điều tra vụ việc, các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về một số nghệ sĩ lợi dụng việc quyên góp từ thiện cứu trợ trong đợt mưa lũ xảy ra tại khu vực miền trung năm 2020 thiếu minh bạch trong quá trình giải ngân có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản thạc sĩ luật sư hoàng trọng giáp giám đốc công ty luật hoàng sa đoàn luật sư thành phố hà nội nêu quan điểm việc tạo dựng và chia sẻ tên giả lên mạng là hành vi vi phạm pháp luật Hành vi này tùy theo tính chất mức độ có thể gây ảnh hưởng ít nhiều tới dư luận người dân, làm mất trật tự an ninh. Luật sư Giáp cho hay, những cá nhân tạo dựng chia sẻ tin giả trên không gian mạng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 5 đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, còn đối với tổ chức thì mức xử phạt hành chính sẽ cao hơn, căn cứ xử phạt được quy định tại nghị định 15/2020 của chính phủ. Theo luật sư với trường hợp của nữ ca sĩ Thủy Tiên có sai phạm trong hoạt động thiện nguyện hay không? Cơ quan chức năng điều tra sẽ công bố kết quả trắng đen trong thời gian tới. Luật sư Giáp nói trước khi có kết luận, mọi người nên giữ bình tĩnh chờ đợi và không đưa ra thông tin thất thiệt gây ảnh hưởng đến cuộc sống, hoạt động điều tra cũng như những người trong cuộc. Về mặt xử lý hình sự, luật sư Hoàng Trọng Giáp cho rằng người thông tin có thể bị xử lý về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính viễn thông theo quy định tại Điều 288 Bộ Luật Hình Sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, khung hình phạt cao nhất của tội danh này lên đến 7 năm tù. Nguyên Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh ở Đắk Nông bị khởi tố bắt tạm giam vì tội chiếm đoạt tài sản. Ngày 16 tháng 10, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với Trần Xuân Dĩnh, sinh năm 1957, nguyên chủ tịch Hội cựu chiến binh thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét nơi ở đối với Phạm Văn Tuynh, sinh năm 1951, nguyên phó chủ tịch Hội cựu chiến binh thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Trước đó vào tháng 6, tháng 7 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuế, sinh năm 1956, nguyên tri hội trưởng tri cục chiến binh tổ 7, thị trấn Đức An, Nguyễn Thanh Vân sinh năm 66, nguyên tri hội trưởng tri hội cựu chiến binh tổ 6, thị trấn Đức An, Trịnh Văn Thanh sinh năm 58, hội viên tri hội cựu chiến binh tổ 6, về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra công an tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Thông tin cuối trong bản tin hôm nay, Hà Nội bóc gỡ ổ nhóm cho 300 người vay lãi nặng 18 tỷ đồng, quay clip làm bằng chứng. Mới đây, lực lượng tuần tra công an Hà Đông đã phát hiện và bắt quả tang nhóm đối tượng đang thực hiện hành vi xịt sơn vào cửa gây áp lực mục đích đòi nợ gia đình chị Nguyễn, chú ở phường Quang Trung, quận Hà Đông. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận làm thuê cho Vũ Văn Dũng, sinh năm 82, hộ khẩu thường chú ở phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, và được Dũng chỉ đạo đến nhà chị Nguyễn để đòi nợ. Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra công an quận Hà Đông đã triển khai lực lượng thi hành, bắt khám xét khẩn cấp đối với Vũ Văn Dũng, sinh năm 1982. Tại chung cư B4 Phạm Ngọc Thạch Kim Liên Đống đa Hà Nội, cơ quan điều tra thu giữ 8 sổ ghi chép khách vay nợ, 6 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu khác. Lời khai của các đối tượng thể hiện cuối năm 2018, Vũ Văn Dũng tổ chức kinh doanh tài chính dưới hình thức cho vay bóp bát họ, từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Khi cho khách vay, Dũng cắt lãi trước, với bát họ 10 triệu, Dũng cắt lãi 2 triệu đồng. Khách phải trả trong vòng 50 ngày, mỗi ngày 200.000 đồng, tương ứng lãi suất vay 146% một năm để tổ chức hoạt động, Dũng thuê nhà tại số 1, ngõ 120 Trường Trinh, phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, sau đó chuyển về phòng 403, chung cư B4 Phạm Ngọc Thạch, thuê các đối tượng Sơn, Châu, Quang, Trung đi giao dịch cho vay tiền và thu nợ, dưới hình thức đăng tin quảng cáo trên mạng xã hội về việc cho vay tiền. Khi giao dịch, nhóm Dũng yêu cầu người vay phải tự nói tên tuổi địa chỉ và số tiền cần vay để quay video bằng điện thoại di động, viết giấy vay tiền, làm căn cứ đi đòi nợ. Do tổ chức hoạt động kinh doanh tài chính bằng hình thức đăng tin quảng cáo trên mạng, nên khách vay của nhóm này ở nhiều quận huyện trên địa bàn. Từ đó Dũng phân công Quang chuyên đi xác định thông tin người vay, Châu chuyên đi thu nợ tại các quận Hà Đông, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, còn Sơn thu nợ tại Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai. Trường hợp người vay không trả đúng hạn, không còn khả năng trả nợ, Dũng chỉ đạo đàn em tìm đến gây áp lực bằng cách đổ chất bẩn, chất thải hoặc xịt sơn. Căn cứ vào lời khai và sổ ghi chép thu giữ được ban đầu, cơ quan điều tra xác định, Dũng đã cho khoảng 300 khách vay tiền với số tiền cho vay khoảng 18 tỷ đồng, người vay thấp nhất 5 triệu, người cao nhất 50 triệu. Hiện cơ quan điều tra công an quận đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng nêu trên về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, quy định tại điều 201 Bộ luật hình sự, tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu chứng cứ triệt để, khai thác mở rộng vụ án, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin tức 24h TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều, mời quý vị hãy để lại trong phần bình luận video để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của Tin tức 24h TV.